Đức ơi, bây giờ cái này cho tao ấy. Toán ơi, tôi đi ăn cho anh hai cái kia với. Hai cái mấu kìa. Hai cái mấu chữ A trên kìa. Hai thanh sắt đấy, hai cái đấy. Ừ. Kéo này dây sang bên cạnh nhá. Chữ M kia đứa ơi. Chữ M và chữ L nhỏ nhỏ kìa. Kìa chữ nhỏ cơ. Chữ M nhỏ nhỏ này. Đấy. Mày giống với cả chữ L ấy. pha màu nền dưới luôn đi. Ăn rồi. Nên đây đẹp thế nhỉ? Cái này cuối em đẹp thế nhỉ? Đấy bao nhiêu cả sáng đó. Kéo một xì đó. Chỗ này nó có mấy cái tán lá cây này. Cái gì nhỉ? Có. Nhỏ nhỏ. Từ chú đi em ơi. Mình đã từng yêu từng nói, mỗi lần nói,
Thế uống ấy. Sai đi. Bỏ ghế luôn ra luôn đi được. Rồi lắn lại cái chữ M với chữ L cơ nhá. Mình nhìn ngược lại xem nó ấy chưa? Giống chữ trên với chữ dưới nó song song với nhau chưa? Mở chưa nói bé. Đúng màu nằm dưới tôi. Màu cái bát đó ra. Cái xanh có ba an toàn ạ, cái xanh có ba đấy. Kia để dành kia. Đổ hết ra đi. Đỡ phải mang về. Tí phải mang thùng sơn về nặng mẹ.